Sao cái cơm này á hả? Cái cơm này nó sao nó dít dít vậy mọi người? Thảo ơi, Thảo đưa số điện thoại cho em đi. 0 079 300 3768. Đúng rồi. Giống như bữa đi nghe một cái tin á, đi nghe một cái tin mà bé Diệu Hiền thì mọi người cũng biết rồi. Giống như cái việc mà để lên mà kiểu lúc nào cũng lên live mà Ni mà đi giải thích, Ni để Ni làm sáng tỏ cho mình trong sạch đó. Nó không phải cái công việc của Ni, không phải là cái thời gian để dành cho Ni không. Cái vấn đề ở đây á, vấn đề chính là nhà gia đình chú Vũ Linh. Nhân vật chính là cô mớm nhà chú Năm Vũ Linh. Nó phải là cái vấn đề của Ni đâu, mình Ni phải lên đi giải thích. Mà Ni buồn cái là vậy nè, khi mà cái nhân vật thật rồi á, giống như khi mà anh Vũ anh nhắn tin rồi á, thì bé đó cũng là nạn nhân trước đây. Ni giúp đỡ bé đó cách đây 3 năm rồi, thì bé đó cũng bức xúc, bé đó nói là thôi bây giờ em lên em nói cho chị Ni. Nhưng mà có những người họ lại cản nha. Tự nhiên Ni thấy, Ni cảm giác như là chắc chắn là một điều rằng là mấy bạn đó chắc chắn là sẽ không bao giờ mà gặp quý nhân. Nếu mà mình gặp nạn ở trong cuộc đời này, khó gặp quý nhân. Cái kiểu như thích là sợ là mọi người yêu thương Ni á, sợ là Ni giải oan được á. Nhưng mà cuối cùng thì Hiền cũng dũng cảm, Hiền lên Hiền nói. Thì anh Vũ thì anh cũng sợ là người không có thật. Thì ví dụ anh có thương Ni, anh có thương yêu quý Ni, có trân trọng Ni, thì anh cũng phải tìm hiểu sự thật, có phải là người thật việc thật hay không. Hay là biết đâu Ni nhờ một người lên nói giùm, hoặc là một nick ảo, cho nên kêu ừ em chụp cái chứng minh nhân dân qua đi, cái căn cước qua đi, thì bé đó cũng chụp. Giống như là vợ chồng Thế Trâm gì đó, hai em đó cũng đó, cũng nói. Nhưng mà những cái đó thì không có thấy đưa lên, mà cứ dìm Ni chi không biết nữa. Ni nói rồi, Ni có xấu xa, Ni có như thế nào đi nữa, hiện tại đây nè, Ni không thể nào đi rời Loan được. Đơn giản nó như vậy, chứ cứ tốn công tốn sức vậy. Ni không phải là cái người dễ kích động mà lên chửi bới, hay là để mà lên vô cái ram này đánh lộn, hoặc là dành phần hơn, hoặc là dành nói tốt về mình, không có nha. Cái nào đáng thôi, đáng là cũng phải nói để không bị cho cô chú anh chị thất vọng về mình thôi. Chứ còn trời ơi, đâu phải ngày nào cũng lên giải thích. Cứ lên bài là tôi lên bài, lên 80 cái bài đăng là tôi lên 80 cái bài đăng, không có. Chỉ qua là cái nào chính đáng thì lên nói thôi, còn nhiêu ai nói gì mặc kệ. Ni là Ni là như vậy, chứ không phải lên rồi mà làm tốt. Những người mà từng Ni từng giúp đỡ thì họ biết, họ hiểu rồi. Mọi người có biết là họ yêu thương Ni, chỉ cần nói trời ơi Ni ơi, giống như họ làm, họ nhận mình là con nuôi nè, họ nhận mình là em kết nghĩa nè, họ đối xử với mình tử tế, thì cái đó là hạnh phúc rồi mọi người. Chẳng cần thế giới biết, chẳng cần ai biết hết, chỉ cần những người mà mình từng giúp đỡ là họ biết là được rồi. Còn không phải đi lên cả thế giới, cái này nè, cái này tôi giúp đỡ nè, mọi người biết không, chị cho số điện thoại đi Thảo, mọi người biết không, tôi tốt nè, mọi người phải công nhận cái lòng tốt của tôi. Không có cái gì đâu cần đâu mọi người. Mình sống sao, ví dụ Ni sống xấu thì ông trời ông diệt Ni liền, còn Ni sống tốt thì Ni nhận phước, con Ni hưởng, ba mẹ Ni hưởng, kiểu vậy, gia đình Ni hưởng, cả bản thân Ni cũng hưởng cái phước nữa. Tại vì mình làm phước là chắc chắn là mình gặp nạn là mình đều qua khỏi hết. Cái đó là gì vậy? Ừ. Chứ tự nhiên lên nói con Ni thế này, con Ni thế nọ, nhưng mọi người đừng có tin con Ni. Ủa, tới giờ mọi người xác định là Ni có làm gì hại tới Loan không? Ni không có làm gì hại tới Loan đúng không? Thì biết hiện tại thôi. Môi chị, môi mắt chị, rồi tương lai Ni có xấu với Loan thì cộng đồng xử Ni thôi. Quan trọng gì đâu. Quan trọng gì mà bây giờ môi mắt rồi, con này đừng có nghe lời nó, rồi đừng thế này thế kia. Dù Ni có làm gì sai phạm thì pháp luật xử Ni. Còn cái chuyện Loan nè, Ni có làm gì hại Loan không? Đúng không? Ni đâu làm gì hại Loan đâu. 10 tháng nay có làm gì hại nó không? Đỡ nó không hết mà lấy gì hại nó. Nghe. Ok, trời ơi bà. Khổ bả quá chừng.
Alo. Em bắt khoai là chị cho em khoai Khoai ngọt lắm chị đang gì đó đang ăn vậy. ủa 10 kg hôm bữa giờ em ship qua chị ăn hết rồi hả? Chị ăn giảm cân hay gì dữ vậy? 5 kg, còn 5 kg đưa chị kia ăn. Bữa nay thấy thon gọn ghê chưa đó, ăn khoai giảm cân nghe. Vô, mình vô đi. Đâu rồi, chờ. Rồi bữa nay đeo ngày 14 tháng 1 đồ ghê gì ta. Nghe chưa? Nghe chưa? Dễ Tự người ta cấp like hả? chưa, ghê chưa? Hả? Tự người ta cấp like hả? Bị hoài sợ rồi. Móm nó bị hoài nó sợ rồi. Ê nè, mua quà là tặng túi. Mình tặng một túi đúng rồi đồ ăn của mình, còn khoai là tặng 1 ký khoai, 10 ký tặng ký, Vậy là mua hai hai chục ký là giá giá là 40.000, khoai là 1 ký là 45, mua 10 ký là tặng cho 1 ký, còn mà mua 20 ký trở lên là giá là giảm là còn 40.000. Rồi mình chia sẻ giùm đi, chia sẻ mua ủng hộ khoai giùm nho con nha cô chú anh chị ơi. Đây khoai rất là bự luôn đây, rất là ngon nghe, vàng ươm bẻ ra nè. Bột không luôn, 1 ký 45.000, 2 ký chở ship, hai ship từ 2 ký trở lên nha, ship từ 2 ký trở lên, còn mà mua 10 ký là tặng 1 ký, mà mua 20 kg là còn 40.000. Mua trời, dạ mua 10 kg là tặng 1 ký nha, khoai nè chị ơi, mua đi chị ơi. Đinh Hiền nè, ủa vô chưa, qua đây rồi. Chào Võ Duy Danh, chào Trang Bùi. Chưa hết giữ khoai luôn em, chưa chừng nào mà anh chị chốt hết giùm em 3 tấn. Em hết giữ khoai này. Đang ăn đâu rồi, có ship toàn quốc không? Dạ có nha chị nha, tí ship toàn quốc hết thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam gì là ship hết nha, đẩy hết luôn. Đây qua. Về đây bị cướp sóc rồi. Bé yêu à, bé yêu. Bé yêu. Giải cứu khoai đi bé yêu. Giải cứu Anh Dũng, anh Dũng tội nghiệp. Dũ đâu kìa, Dũ vô luôn. Dũ ơi. Em 10 kg khoai chị ơi. Dạ ơi, cảm ơn em Hồng Phúc nha. Mình đừng để số điện thoại trên này nha em ơi, mình đừng để số điện thoại trên này nha. Rồi đâu rồi Hồng Phúc kìa, cảm ơn em. Rồi gửi tin nhắn cho Hồng Phúc luôn. Vô luôn anh tí à, nay vô bán khoai với em nè. Khoai nướng, khoai luộc, khoai hấp gì đều có được hết nha. Ngon lắm, ngọt lắm. Rất là ngon, rất là bột luôn nha. Khoai ngon lắm, đúng rồi. Chị ăn gì vậy? Chị ăn khoai hả? Nước khoai không hay. Dạ có cái còn mua loại hỏi trắng này chị đem bển đi, mình mua quà ăn giặt là sẽ được tặng túi nha, mua quà ăn giặt là sẽ được tặng túi, còn mua khoai là sẽ được tặng khoai. Túi gì vậy? Em làm túi cối để tặng cô chú anh chị á, Tao tưởng túi túi cối là túi gì vậy Tao tưởng túi 99.000 có chữ ký của mày chứ. em sai chị. Làm gì có chính cái chữ ký á chả. Rồi. Tao tưởng mày là idol của giới trẻ giống như Trời ơi em làm giai đồ chị, em chỉ được cô chú anh chị yêu thương thôi chàng ơi, đồ gì bà. Hàng lên vậy trời. em lên bình đi. Tặng túi đúng rồi, tặng túi. Hay không? Là gì tặng túi gì hết, đâu có đâu. Không biết là tặng túi thay công quá. Ủa em chị. Ủa có mà sao mùi kỹ hả? Kỹ chất đó chắc nó bay màu đó em ơi.
Sáng sớm hôm nay chị em ồn ào quá, đang đi làm cực khổ nha. Ai vậy? Phùng Bích Hậu, chào Việt Kiều Canada nha. Tự nhiên bị nói vô ơn hả? Giải cứu Khoai Lang, giải cứu Khoai Lang, vô livestream cùng với hai đứa em giải cứu Khoai Lang. Đọc chứ, chị đang đọc mà bên An nghe. Chị mất đi em, ai nói gì nói. Kìa, quên, bạn live này anh lại. Ai đi? Trời ơi, anh bực mình cái gì? Người ta nói em kệ người ta đi. Dạ, anh cứ bực mình. Giải cứu Khoai Lang đi cô chú anh chị ơi. Bây giờ nó xàm nó 45.000 một ký. 45.000 một ký, chờ ship sẽ ship 2 ký trở lên nha. Mò 10 ký. 10 ký là được tặng 1 ký mà 20 ký là 40.000. Thôi, giờ làm vậy luôn đi. 20 ký còn 35.000 thôi đó. 20 ký còn 35.000 qua live chị Ni rồi là giảm sập sàn luôn. 20 ký là 35.000 nha, mà 10 ký là được tặng ký đó. Mua đi cô chú anh chị ơi. Mình chứng mạnh hơn này luôn. Hả? Em còn là em nữa. Giờ nó lên nó kia anh hiểu. Lại nãy là 40. Ấu nó lên. Giờ qua live chị Ni. Rồi, lại nằm bên chị Ni mà. Được bạn thân em nè, ví dụ người ta nói anh em của đâu ấy. Không, bây giờ cái 20 ký là bên này đi, 20 ký 35.000 đó, 20 ký 35.000 luôn. 20 ký là xuống còn 35.000 nha, 10 ký là tặng 1 ký đó. Anh Vũ ơi, mua khoai giúp em đi. Cái chuyện của ta nói em đang live. Anh nè, mua khoai giúp em đi, khoai ngon lắm đó nè. 20 ký là em giảm luôn thẳng 10.000 luôn là còn 35.000 nha. Ok. Hôm bữa là còn 45.000 một ký mà bây giờ mua 20 ký là giảm còn 1 ký là còn 35.000 một ký. Anh đừng thôi. Có bận tâm, anh đừng có bận tâm gì hết, kệ đi. Dạ đúng rồi, khoai lang rất là ngon luôn chị Thủy Trần ơi, nhắn tin đi bạn. Thành một cái bà coi như là chửi đổng rồi đó, anh hiểu không? Thành một bà cô chửi đổng rồi là coi như trúng kế tụi nó rồi. Trời ơi khổ. Qua đây em hết bán khoai được với chị. Ok. Bây giờ bà bán khoai. Giờ chị có bán khoai với em không? Dạ. Giờ con bán. Không, em đem qua nhà chị em bán luôn bây giờ. Khoai lang. Bán khoai nè, mua khoai đi. Mua khoai giùm em đi cô chú anh chị ơi, rất là ngon nha. Bột không luôn, vàng ươm đây nè, ăn đi được giảm cân luôn mà bổ cho sức khỏe. Không có thuốc trừ sâu, không có thuốc tăng trưởng. Đúng rồi. Bằng cái organic, trồng bằng cái organic nha. Rất là cực luôn đó, cái organic mình biết làm sao rồi đó. Organic là? Thì, hả? Thì... Không, em đó em không biết. Trong em chỉ nghe thôi, rồi trồng tự nhiên đó. À, chị kỳ quá. mất tiếng rồi, ủa là mất tiếng nghe không? Alo, nghe mà bé Trang Bùi ơi, nghe mà. Đó, em thoát em vô lại đi bé. Chị nhận được khoai lang rồi kìa chị Su, cảm ơn chị Su. Cảm ơn chị Su, bà Ni. Em lên lên like, kệ lên like, kệ lên vô. Ai? Bà Ni em ơi, hai đại ca của mình mà hỏi ai? Tí Linh Võ với anh Vũ kìa. Vô. Nghe đúng rồi, em cũng nghe mà. Em thoát ra đi rồi vô lại nha Trang Bùi, chắc nó bị cái sóng á. Đen. Cảm ơn chị Kim Anh Trần nha. Dạ lát có cho em chốt đơn 10 ký chị nha. Rồi chị Kim Anh Trần luôn, chị nhắn qua bên cái trang fanpage của em nha, đừng nhắn bên chị Nhi nha, chị Nhi không có coi tin nhắn nhiều đâu. Gửi bên chị mua khoa, anh chị mua khoa thì nhắn qua bên trang fanpage của em giùm. Có nhắn thì nhắn vô Loan nha mọi người, chuyển khoản cho Loan nha. Nhắn vô cho Loan á. Đó đi mình đi không dính mình đi cũng bị tiếng. Trời ơi. Tao chắc mình đi dính vô một chút xíu này chắc chết luôn á. Anh Vũ mua hả? Anh Vũ mua. Tự nhiên nó kêu tao phê duyệt cho nó rồi nó thêm chị Nguyễn Yến Tuyết cho chị 20 ký nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi 20 ký là còn 35.000 ký thôi. Vậy muốn giá luôn đó. Ai mình mua 20 ký trở lên là 35.000 ký. Ai mua 20 ký dữ vậy? Chị nào chị? Chị Nguyễn Yến Tuyết kìa, cô đặt 10 ký nhé mớm. Dạ con cảm ơn cô Chiến Trần. Nhắn tin qua bên Facebook giùm con nha, nhắn tin qua bên cái Facebook của con giùm nha. Mày nhỏ giọng chút để bên chị... mớm để giọng xuống để bên phải bị thanh tiếng rồi không nói nổi nữa, phải la thôi, thông cảm giùm đi.
Nói hết nổi rồi. À, để gửi bên Facebook của con giùm nha cô chú anh chị nha, đừng gửi bên chị Ni không có nhớ, không có nhớ là không có gửi được luôn Đúng đó. rồi. Ừ. Gửi bên Facebook của Loan. Rồi diễn tiếp rồi. Chứ gửi bên Facebook của Lani là Ni không có chốt đơn được, tại vì Ni không có tham gia cái chuyện buôn bán của Loan, để Loan tự chốt đơn, mấy bạn bên đó giúp Loan á. Vậy anh Vũ 35 kg hả? Ghê vậy. Cảm ơn anh. Em cảm ơn cục vàng của em 35 Mày bớt cái miệng mày lại đi mớm ơi. kg. Anh cái anh ốc 35 kg kìa mớm. Dạ em thấy rồi. Trời ơi, cái số chà bá mà sao không thấy được. Giải cứu, giải cứu. Dạ em sẽ giải cứu Hugo. Giải cứu mớm mớm đi mọi người ơi, còn có bao nhiêu file nữa đâu, giải cứu cho mọi người có anh cả tấn nha. Ok anh, trời ơi bé yêu liền. Anh chàng đẹp trai dễ thương Ai quá vậy, ai vậy, ba ốc của chị trời đất cái ơi, mua ba mươi ai. lăm mua 35 kg mà mày khen vậy luôn hả? 35 kg bây giờ lên 1 tấn rồi, phải khen hơn nữa. Em khen tiếp, anh mua tiếp đi anh. Anh mua hết 3 tấn Cái miệng đi. mắm ơi. Anh mua hết 3 tấn đi. Em sẽ đưa anh lên trời mây luôn. Tại ngoài rồi cái bọn nó con này thấy ghê quá. Bán đi ghê quá. Thôi. Dạ được Tony, Tony, Tony gì nè 100 kg. Cảm ơn anh Một tí vậy hả? 100 kg. Em cảm ơn anh Tony gì nè. Tony Ủa, chân gì nè. chồng mày kêu vô rồi, chồng mày nó kêu tao phê duyệt rồi nó đi đâu vậy? Nó kêu vô la ai rồi nó phê duyệt nó đi đâu vậy? Đây nè, Dạ trời cứu gì ơi, chị trời dạy gì. ơi. À, mới cho năm. Nó kêu tao kêu nó Rồi phê 100 kg. Anh ơi anh nhắn tin phải. Em chào anh. Con đang ngáy ngủ mà bắt tôi ngồi dậy bán khoai lang là sao trời? Không phải vậy Tôi đi. lại Vậy vậy chứ phải vậy. Bán khoai lang với em Dạ cảm chứ. ơn anh Tony. Suốt Tôi ngày ngồi gì đang mà em ngủ, tin đang nằm nhắn trong như phòng ngủ mà bắt tôi anh ngồi dậy nhắn bán tin khoai cho lang. nha. Mình mua khoai nhắn tin vào cái trang fanpage của em giùm nha, đừng có nhắn bên chị Ni bị thất lạc lạc đơn, chị Ni không có nhớ đâu. Trời ơi tội nghiệp chị bé Ni của em Mọi cơ người ơi, anh, mọi em nhắn người ơi, tin vào mua khoai fanpage lang của mọi em người nha. ơi. Rồi đây. Ủa đâu? Đây đây nè, phân biệt. Đó. Khoai rất là Đúng. ngon luôn nè Đúng anh mua rồi. luôn 3 tấn Khoai đi. Vô chưa? khoai giống Nhật organic, không thuốc trừ sâu, không phân bón. Mọi người mua giùm em nha, giải cứu Hugo, giải cứu mớm mớm, giải cứu nông dân mình luôn. Ngon 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 quá trời luôn. Trời Loan nó ăn, nó ăn khoai lang từ hôm qua giờ ăn giảm cân luôn á. Ăn giảm bánh chân luôn, mặc dù là Hello chào không mọi có yêu người. cầu giảm cân, em chỉ cần ăn cho để mập Mày thôi. lên rồi tao không thấy chữ thêm vô nè, tao bấm nãy giờ rồi đó. Ơi mắt tôi mới mới ngủ dậy. Mọi người Dạ ơi, cảm mọi người ơn chị mới Đậu ngủ Loan dậy, nha, mà Ni với mặt Hồng em Lan với bắt chị tôi lên nha, bán cảm khoai ơn chị lang. đã đặt 5 ký nha. Lần Vô đầu lại tiên lại Ni chị đặt vũ 2 ký bán nha online nha mớm. mọi Dạ chị người. Hạnh Nguyễn, ok chị, bên em gửi tin nhắn Mọi cho người chị ơi, chưa? hai ký Mọi người 1 ký 35 ngàn, mọi người ba mươi mua lăm 10 ký ngàn tặng 1 ký. 35 ngàn một ký mọi người ơi, giải cứu giải cứu. Hả? Bốn lăm luôn là tại bỏ không 3 văn không hạn chế bốn mươi luôn lăm ngàn một ký mà rồi mua từ hai mua chị từ năm ký hai qua chục nha ký cho mọi đi, người còn mới 35 ngàn. Từng ruột ai nhìn này ô chị Châu gì này, tí luôn rồi chị kìa. Châu Lan. Dạ cảm ơn chị. Dạ Rồi anh ơi em đang bán cắm tí cái ăn, khoai cắm em tí đang ăn ăn mì nha, ăn phải ăn khoai lang. Em đang bị vợ hành, ai giải cứu giùm em. Ôi mày thấy mua khoai lang đi mọi người, mua khoai lang đi, khoai 1 ký là 35 ngàn mua luôn khoai nha, lang xuống đi. Ủa xuống luôn luôn hả, 1 ký, 1 ký 35 ngàn, quất 1 ký ba 30 lăm luôn hả? ký đẩy luôn nha, phi ship. Mọi người mua 1 ký, bên 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 bà chủ bán khoai lang sẽ biểu diễn là nuốt khoai mà không nhai nha. Em quỳ anh nghĩ sao em không nhai Một cho em ký ngồi em sẽ chậm nuốt chấm một quá cái nha. Em giúp đỡ đi Loan, để em giúp không, đỡ không. Anh giúp gì kỳ quá, em ăn kiểu như anh giải nói cho cứu, em chậm giải chấm cứu thôi mọi người ơi, giải cứu giải cứu. chị Rosie Trang mình lấy 2 ký. Ok cảm ơn Chốt cho Rosie Trang chị nha, rồi Rosie nhắn tin Trang giùm hai em ký bên phòng nè, hai hai h bh chị Ni ơi, lát hồi có ai nhắn tin chị mà mua hai khoai chị Helen gửi qua cho Trinh. em nha chị. Em thấy là hồi nãy thì chắc là Hai, gửi qua hai. chị không đó. Chữ lan vô, không có phải khoai không? Người ta nghĩ Chị vậy. Trúc Lưu Khoai 10 ký kìa. Ai?
Ai ăn quyết... khoai đó. Chị chúc luôn 10 kế, chị chúc luôn 10 kế. Khoai lang Đà Lạt nha, khoai lang Đà khoai... Lạt. Ăn khoai lang Đà Lạt. Đúng rồi Tài Nguyễn ơi. Tài... Rồi đó, đó, đó. Tài Nguyễn ơi 35 ngàn ký rồi, Tài Nguyễn ơi giải cứu mà. Yes. Trà Vinh Thông kìa. Chị Quỳnh Nhơn mua 10 ký về Trà Vinh. Hồ Chí Minh, Việt Nam là ship hết nha, có đi nước ngoài là không có đi được thôi. Đi nước ngoài là chắc mọc rễ luôn đó, 3 tháng mới tới. À vô. Minh Thắng nè, chị Minh ơi, Thắng lấy 10 ký rồi, cảm ơn nha, cảm ơn Minh Thắng luôn. Chắc là 11 ngàn 1 ký, 11 ký có 350 đúng không? Tôi đánh ác 44 ký, 45 ký mọi người. 10 ký tặng 1 ký nha, 10 ký tặng 1 ký nha, hỗ trợ ship em 20 nha. Hỗ trợ ship em 20 nha, chị nha. Ký phải thành 11 ký. 10 ký thêm 1 ký là thành 11 ký rồi. Đúng rồi. Vẫn chốt 10 ký là tặng 1 ký. Cô Ngọc Giang, cô Ngọc Giang. Cô Ngọc Đan nè, 10 ký luôn. Dạ, con cảm ơn cô. Cô gửi tin nhắn giùm con nha, tại con đang like bên trang của cô chị Ni á. Chị Năm là không có tin dạ, nhắn rồi, cô gửi tin nhắn bên trang like giùm con nha. Hello. Ăn khoai nè. Tốt đơn. Rồi rồi bây giờ lo em nút phải lan đi. Có người đặt đúng rồi. Giá cả anh sợ không? 35 ngàn ký. Long. Có luôn chị ơi. Chị Hoa Nguyễn nè, 5 ký. Dạ mình ghé số 5 đồng thị điểm là có khoai nha, có đồ ăn nhặt có đầy đủ hết. Có tặng túi luôn nha. Qua túi đâu trời. Túi 5 đồng thị điểm có khoai tang. Qua số 5 đồng thị điểm có khoai tang. Đúng rồi, qua số 5 đồng thị điểm có khoai tang. Là chị cái lại cho 4 ký kìa, lại cái lại kìa. Đây mua hàng ăn giặt và sẽ tặng túi. Quá tí. Tí. Có 10 ký tặng chị. Lớn thôi đó hả? Đúng rồi, tính nhân lên. Chị nói gì nó giật cho con nghe rõ. Là lên trên bày cái mặt cho đây. Thôi thôi đó hả? Các... Mua đồ ăn giặt là sẽ được tặng túi nha. Còn dạ, mua khoai sẽ được tặng khoai. Một ký, thấy 10 ký là tặng 1 ký. Mà biên lôi vậy bán khoai lang. Dạ. Còn anh còn câu nào để anh nói nữa không? Đừng ngủ hoài vậy, tỉnh đi. Mình bán khoai phụ anh. Rồi bây giờ bé. Rồi bây giờ bé Loan nút khoai lang đi. Bây giờ bé Loan biểu diễn nút khoai lang đi cho mọi người mua kìa. Em nói em nút á anh. Em nút từ nãy gì hết khoai phụ nè, anh thấy chưa? Bây giờ biểu diễn nút á, biểu diễn nút khoai lang đi cho mọi người mua. Nút mà không nhai nha. Không nổi. Dạ. Biên Hòa có dao nha. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Vũ Mai Lâm, 10 ký khoai lang kìa. Vũ Mai Lâm. Vũ Mai Lâm, ok, nhắn tin cho Vũ Mai Lâm luôn đấy. Nha. Gia đình anh chị ơi. À. Đừng có để số điện thoại ở trên live giùm em nha. Đừng có để số điện thoại ngủ, cho anh chị ơi. Còn đang trong phòng ngủ Thúy Trần ơi. Mặt còn bơ phờ lắm. Vũ Mai Lâm, giờ em cảm ơn luôn. 10 ký khoai, tặng 1 ký khoai rồi chưa. Hỗ trợ ship 20 nha. Ủa anh ngủ sao anh đeo cái nơ vậy? Hả? Có nơ đâu? Cái áo của ta má ơi. Ủa vậy? Chị bé Trần nè. Chị bé Trần, chị ba ký khoai lang. Dạ rồi, 3 ký khoai lang. Cô chú anh chị nào ở gần nhà ba con ghé mua giùm con nha. Ghé mua ủng hộ con nha. Số 5 rồi địa điểm phường 1 cũng muốn nhận ghé đi. Có khoai sẵn luôn. Dạ, chị Vi Trần chốt 10 ký kìa. Chốt 10 ký. A Vi Nguyễn. Điểm 3 ký. Ái Vi Nguyễn. 3 ký. Ái Vi Nguyễn 3 ký. Ái Vi Nguyễn 3 ký. Cảm ơn Vi Trần luôn. Ái Vi Nguyễn 3 ký. Cảm ơn Ái Vi Nguyễn nha. Chốt. Okay. Tốt tốt. Mời Hồ Xuân Dung nè. Hồ Xuân Dung cho chị 3 ký khoai. Dạ rồi, cảm ơn chị yêu. Quá trời. Chốt. Tốt. Chốt. 10 ký tặng ký nha, 1 ký 35 ngàn đẩy luôn rồi đó, xuống rất là nhiều luôn rồi, rất là mạnh luôn. Loan, em biểu diễn nuốt khoai lang chứ không có nhai nha Loan. Không được anh. Còn không được, Mỹ kế bên nuốt. Em nói còn không nổi nè, giờ nuốt nè, lát hồi em nuốt luôn á. Nhắn tin rồi, mấy. Trần Năm Ngọc 2 ký, cảm ơn em luôn nha, cảm ơn Trần Năm Ngọc nha. Hoàng Lê, cô 2 ký, 2 ký. Mọi người ơi, quá cảm ơn Phạm Tất, Phạm Tỉnh. Hãy vô mà vô, khoai lang clinic cho mọi người, thăm thuốc trừ xong. Dạ, 100 ký em đi ship nha, 100 ký em đi ship. Sau đó mọi người giải cứu em nha, em đang bị vợ thành quá.
vợ 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 vợ, vợ tí như là sư tử ai dám vậy cứu năm mà đường sung sướng quá hành đầu hành bịch chụp chuột nha em năm của bữa nay đi phát từ thiện rồi không anh phát ở đâu rồi hôm nay anh phát ở ngay chỗ ở đâu nhâm nhâm hôm nay phát từ thiện ở đâu ở đâu mà chấn thương chính thành trần đạo chấn thương chính thành trần đạo quận năm à nè giải cứu khoai giùm em đi anh chị. Đúng rồi, mọi người giải cứu khoai cho bà con có tiền. Giải cứu khoai đi mua về luộc hấp. Khoai ngon, khoai bột. Lát em nhắn tin cho chị nha, chốt 5 kg khoai với lại một bịch chùm ruột. Rồi, cảm ơn chị Châu Loan luôn. Tốt. Trinh Bảo Vi. Trời anh thấy ghê quá. Bên đây em muốn chơi cúp với. Anh làm cái mặt thấy ghê quá. Mặt tí giống của mình. Lê Hồng Mai 10 kg. Dạ, cảm ơn chị Lê Hồng Mai luôn. Này là cung ma cây hay gì á? Khi ta chơi cung ma thông. Hoàng Lê 10 kg rồi. Cảm ơn Hoàng. Hoàng Mai Lê. Cho em 2 kg liền gì nè. Đinh Hương. 10 kg kìa Đinh Hương 10 kg kìa. 10 kg bác. Đi. 35.000 một kg. Xếp từ 2 kg trở lên mà 10 kg là tặng 1 kg. Mà 20 kg á cũng vậy à. 20 kg trở lên nha, rồi 100 kg là phi ship, 100 kg là phi ship nha. 20 kg trở lên là hỗ trợ em ship 20.000, hỗ trợ em ship 20.000 nha cô chú anh chị nha. Tại khoai này là khoai đức trọng nha mọi người ơi, khoai rất là organic rất là tốt. Nhà vườn ở Đức không có trồng trường sâu mà. Đúng. Không rồi. Có trường sâu nè, không có chất tăng trưởng nè, trồng bằng organic luôn. Rất là tốt, anh cho giảm cân được luôn nha chị yêu. 50 kg đi về giảm cân chị. Đai quá vậy. Ai đây đây nè 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 đó. Hỏi ai đẹp trai quá vậy. Anh chào chị hôm nay nha. Nè làm sao cái anh làm sao đẹp bằng anh đang đổi nó ở trong live. Ủa Jimmy nghe nói là xếp cho vợ chồng anh tí 10 kg hả? Sao 10 kg hả? Trời ơi. Có chị có chị. Ai ăn vậy cứu mình. Jenny nghe nè chở hôn. Cái gì tí. Cái gì lộ 10 kg cho chị. Dạ, vợ chồng sang 10 kg giùm em. Cảm ơn chị Jenny tặng nha. Trời ơi, thiệt luôn hả? Jenny nghe, cảm ơn nha. Đã nghe là 20 kg hả? Bịch đó. Không 10 kg để tặng cho anh thôi. Nghe chụp. Nè. Vợ chồng sang nữa. Tại vì xếp cho vợ chồng anh Linh Tý 10 kg và vợ chồng anh sang 10 kg giùm em. Em tặng cảm ơn nha Jenny Nhi Trang gì nè, cảm ơn nhiều nha. Tổng cộng 20 kg phải không? Rồi ok liền. Mua khoai, mua khoai mọi người ơi, mua khoai tặng một cái ngay tại chỗ. Khoai em nấu khoai. Ủa anh mua khoai vậy không nấu, anh ăn khoai sống hả? Khoai lên anh đội nha tại chỗ. Trời ơi, cái chợ khoai này nó ồn quá, cái chợ khoai ồn quá. Mua khoai lang, mua khoai lang. Rồi, mua khoai lang. Ổn nha. Cái chợ này ra thì biết ọt bất ổn mà hết hết lai được rồi đó. Hết bán rồi đó. Đó. Thêm chó vô nữa. Mà chó ta luôn kìa. 10 kg là nhỏ sắt. Rửa cà cà phê, dạ rồi 10 kg tặng 1 kg nha chị nha, 10 kg tặng 1 kg khoai. Mà mua đồ ăn vặt mới tặng vỏ sắt nha chị yêu. Ai gọi em vậy chàng? Làm thơ về khoai lang hả? Dạ rồi, chị Tuyền Ngô luôn, 10 kg về Hóc Môn nè. Chị đúng ơi, rồi. Em gọi chị gửi tin nhắn qua bên fanpage của em giùm nha. Gửi tin nhắn qua bên fanpage của em giùm nha, đừng gửi bên chị Ni là không, em không có biết chốt. Gửi tin nhắn rồi địa chỉ số điện thoại giùm em nha bên fanpage của Ni em. Nói lật. Giật không rõ, rõ chưa à? Nói giật không rõ. Mình đeo tay vô giống vậy nè, nghe mới rõ. Vậy anh cần mở đâu gì tao đi qua vậy? Tao đâu có bị điếc. Em lên quậy hoài. Ủa rồi, chờ nó rồi. Mọi người im lặng để Vũ đọc thông tin nè. Mọi người im lặng để đọc thông tin nè. 3 ký khoai lang. 3 ký của chị Kim Anh Bùi kìa. Trời tí, ghê quá tí ơi. Đây là giống, đây là giống dây khoai chuẩn Nhật. Không phân hóa học, không thuốc trừ sâu. Chị ơi, chị lên là mà cái like này ngon dẻo bùi ngọt thơm. Em kiếm tin nhắn em trả đơn khoai. Có khó làm gì?
ý biết là sợ chị lầm, chị để chị xóa, chị bấm xóa đó, hiểu không? Rồi là em mất cái tin để em gửi tin mới một lần đó. Hiểu rồi, mấy cái bắt đầu á, mấy cái slide này sao xóa được, người ta chốt đơn sao xóa được, chết bà. Mặt tôi thấy ghê, mặt tôi thấy ghê mà không không xóa được la hả, chết rồi. Chị Uyên Phương 5kg nè, chị mua 5kg khoai. Hương 2kg, dạ, cảm ơn chị Quyên Phương, cảm ơn chị. Một bọc khô gà với 3kg khoai lang. Tên đâu? Đâu? Anh có thể nè, anh bật cái đèn cho nó sáng tính không như vậy. Rồi, em cảm ơn. Cái mặt anh như Hà Bá vậy đó, ngủ còn ngáy. Ký bến Vân Nghe, phường 2, quận Tân. Chắc phải nhờ anh như ngủ đặt dùm má. Nguyễn Thành Trung 10kg. Nguyễn Thành Trung, anh cho em tên. Nguyễn Thành Trung 10kg kìa. 10kg, ký bến Văn Đồn, quận 2, phường 4, quận 2, phường 2, quận 4 kìa. Đúng rồi, Nguyễn Thành Trung, 10kg. Ngon quá mọi người, ngọt lắm. Cái anh Thịnh Điện đây, kế bên ảnh nhỏ tuổi cho anh lớn Nguyễn rất là tốt lắm, anh đúng không? Dạ rồi. Gửi tin nhắn qua bên fanpage Tốt Hồng Loan. Cái anh nhỏ tuổi như em lớn tuổi rất là tốt em luôn rồi đó nha em. Dạ. Ghê vậy, báo kế bên bà kìa. Trời ơi, cả nhà. Loan, em nhai hoài vậy Loan, em biểu diễn nuốt khoai chứ đâu được nhai. Trời ơi, mà sao diễn nuốt khoai, diễn bị những nuốt khoai, xiết khoai. Không, như vậy là nuốt rồi, như vậy là nuốt rồi, đừng nhắc cái tu quá. Nhai khoai nguyên cạp gì đó, cạp đều khoai. Vậy vậy Loan là phải vừa nuốt vừa múa đi. Ê, mày đưa bánh mì cho tao thôi Nguyên. Em mua bánh mì đây. Đâu? Đưa một cái mì tôm này, đưa tổng bao nhiêu? Dạ, chị Nguyễn Hồng, chị nhắn tin giùm em đi, cho em cái tin nhắn đi, em coi tin anh nhắn chị là chị đặt cái gì nha, chị sẽ có tặng túi sách, chị yên tâm đi. Chương trình tặng túi sách đã lên trong ngày hôm nay nha. Anh Xuân Hồ 3kg nè. Đề nghị nha, tí để cái đầu tóc cho chú Châu lại nha, tôi ngán ăn mì tôm lắm rồi nha. Tóc người ta vậy, tóc đây. Cái đó là gọi là mì xào giòn. Bây giờ mới thấy được cái đầu mì xào giòn. Kè, con là xì tai kiểu con bum. Ta lai ta ra bụng sang sao đâu bụng điên. Tôi nghe bị đấm rồi. Rồi. Ta đang ở nước ngoài ở đêm thì phải ta phải bóng đêm rồi. À, bên kia bên kia kìa, mà thấy không, bóng đêm bao trùm kìa. Đó. Bóng đêm bao trùm mà còn đeo nơ nữa. Rồi tặng Huệ Đức kìa, Huệ Đức kêu là có tặng khoai không? Không thích thì không có tiền mua kìa. Để vậy rồi á, bây giờ thích sắc màu lắm. Huệ Đức 1kg. Kệ mọi người chốt chút mà là chút mà là không có ngon vậy hả? Trời ơi, giờ ngon. Mấy lần đầu tiên tôi bước online bán đồ á trời. Chị, dạ khoai này thì màu tắm của em ơi, khoai đang em đặt chốt qua Zalo đúng rồi. Chốt khoai lang, chốt khoai lang. Đây là giống khoai chuẩn Nhật, không phân hóa học, không thuốc trừ sâu. Khoai ngon dẻo bùi. Anh phụ cho ai mà giống chị mớm khoai ăn rồi, chốt đơn khoai đi cô chú anh chị ơi, mình chốt trong hết ngày hôm nay luôn đi nha. 10kg tặng ký, 20kg trở lên free ship nha. Đặc biệt là cô 100kg là 100kg là free ship nha, còn 20kg là hỗ trợ ship chị người đặc biệt còn 35.000. Ai bi vậy chị nhá, dạ chị của em là ốc kìa. Đúng rồi, gửi tin nhắn vào dùm em nha, gửi địa chỉ dùm em nha chị ơi. Chị Dương gì nè, Dương Thị Hồng Thấm nè. Đặc biệt là củ khoai khi nhai sẽ giống như củ khoai chứ không phải giống như củ sắn. Quá trời. Hồng Giang Vũ 10kg. Hồng Giang Vũ 10kg nè. Có ai thấy comment này của tôi không? Tặng vợ chồng tí chăm. Trời ơi, vô trong nè anh Tý. Ê anh Nguyên Vũ, có chị kia anh... mua 50kg khoai lặng gửi cho anh chữ kẹo. Trời ơi, 50 luôn hả? Ờ, ngon, em cảm ơn chị. Anh Tý chung nào? Tí đi tiền luôn. Nè, chị Phan Sô Vi nè, chị Phan Sô Vi. Cảm ơn anh Huy, cảm ơn anh Huy nha. Gửi tin cho em đi chị. Cảm ơn chị, Phan Sô Vi. Tí và chị chăm liền. Ship liền tay. Chí này tôi với bà ăn khoai trừ cơm mà Trâm ơi. Em nghe tặng hai vợ chồng 10kg, hai vợ chồng anh Sam coi là 60kg rồi đó.
Thấy ghê hết chưa? Không biết nữa, không biết hết chưa nữa. Nãy giờ nhiều lắm rồi đó, không biết hết rồi. Còn có 2 tấn mấy đó trời. Rồi ta đặt 3 tấn rồi, thì, rồi khoai lang ở đâu mà ship đó. Nếu không, mà nếu mà thằng Tiết ăn không hết thì đi 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 phát thì tiện. Thêm chị ăn hết được. Mấy chục ký luôn. Sẽ lấy một củi để bật bên trên nó tí. Luộc khoai sẵn á, nhờ luộc khoai sẵn xong sắc cắt từng khoanh bỏ cái hộp đem đi buổi tối. Đừng. Dạ em biết rồi. Em kể cái vụ khoai. Dạ được anh. Bây giờ im lặng em kể cái vụ khoai mà con mớm nó kêu là 5 tấn khoai chín cho nghe. Rồi. Là hôm bữa. Rồi. Nè im lặng nghe đi kể nè. Thịnh, em nhớ hôm bữa mấy em đem qua hai hộp ăn thử không? Dạ đúng. Rồi chị mới nói mớm ơi, bây giờ mày cứu nhà nông đi. Bây giờ khoai này rất là ngọt, mà khoai organic, khoai này không có chất bảo vệ, cái quên không có thuốc sâu gì hết. Bây giờ 5 tấn này mày cứu giùm nhà nông. Cái nó hỏi trời là chị luộc cho nó ăn đó, là em luộc đem qua đó. Cái gì ăn gì thấy ngọt, thấy ngọt. Bà Ni, 5 tấn mà chín vậy sao mà bán bà? Rồi mấy ngày sau mà bị điên nè. 5 tấn là người ta luộc qua cho mày ăn thử, nếu mày ngon thì mày hỗ trợ mày giúp được nhà nông, chứ ai mày đi luộc 5 tấn chín bây giờ rồi làm sao mày bán hết. Nó tưởng là 5 tấn chín nó trời ơi là trời, chứ bà đi sao bán hết. Chị Thúy Phan ai hủ chùm ruột. Dạ ok chị, cảm ơn chị gửi tin nhắn của bên fanpage của em nha. Tin nhắn của Võ Thị Hồng Loan nha chị ơi, đừng gửi bên bà Ni, em mất đơn đó, không có nhớ đâu. Trời ơi tưởng của bà Ni bà cướp đơn không có lục được tin nhắn của bà đi nổi nha, rất là nhiều. Má yêu, má thanh yêu, mất sáng rồi, má thanh yêu. Ủa có má hả? Dạ rồi. Bỏ có má thanh nữa. Chị yêu ơi, chị nhắn tin qua bên Facebook của em dùm đi. Hello chị Thanh. Anh Xuân Hồ. Hello chị Tư, có chị Tư vô hả? Chắc chị lên đơn. Rồi, hôm nay em check đơn lại nha chị Nguyệt Nguyễn ơi, hôm qua chị đặt 5kg phải không? Gửi qua tin nhắn bên cái fanpage của em nha, đừng gửi bên chị Ni nha. Sao bà Ni mới dùng công nghệ gì đâu dở em. Ba mua khoai kìa ba ơi, tóc mua khoai của nhà nông đi. Ba Thanh. Tóc tệ gì? Chúc em lại kìa. Anh nói bà Ni mới dùng công nghệ dở em. Em ăn khoai đi Lan ơi, cho người ta thấy em ăn khoai. Ăn khoai đi em, nuốt khoai đi em. Đoạn loa cái nước khoai rồi. Trên này đó, họ lên đến trên này là hết ăn nổi. Bây giờ em ăn 4 củ đó là được bán hết rồi. Chị nè. Em ăn 4 củ đó. Chị ơi, mua khoai giùm em đi nha. Dạ mua giùm em đi. Dạ còn có nhiêu tấn ở đâu thì phải biết đỡ giùm đi cô chú anh chị ơi. Xuống màu luôn. Em muốn tàn màu em luôn rồi nè cô chú anh chị. Chỗ xích lại ơi. Dễ thương. Ôi quá trời, anh mua khoai đi về giảm cân nha. Bổ dưỡng sức khỏe nha. Mọi người mọi người mua khoai giải cứu khoai cho nhà nông có tiền ăn Tết mọi người ơi. Chị Ni nói gì? Ba ngày nay ăn khoai không đó. Nó giờ nhìn biết là ăn khoai giảm cân mà. Em xuống ba cân cho nó đẹp da nha. Mà hôm nay hơi có da hơi có hột xíu. Sao ba ngày nay ba ngày nay em mới lo em ăn khoai xong mà cũng mập vậy. Mập xương. Em ăn khoai mà phải tươi lên cho khoai loan. Chờ để không có ăn rồi em ăn khoai. Em ăn là phải mặt phải tươi, phải cười tươi lên. Ăn cười lên. Nãy em tươi mà anh đó thấy không? Trời ơi, vô liền. Hai là vô trắng liền. Mà sáng nay thì không ăn khoai lang mà lại ăn gạo lứt. Không được, ship qua Mỹ không có được nha. Ship qua trồng. Ship qua là trồng khoai luôn chứ đừng nói mà ăn, còn ship qua là mọc rễ trên khoai luôn á, khoai còn sống mà. Ăn rau cũng mà. Tới 3 tháng là mới qua tới Mỹ. Được. Khoai mà qua tới Mỹ, khoai mà qua tới Mỹ chắc mà mọc thành cây luôn rồi. Đúng rồi, bà bảo là mình trồng luôn á. Ở bên Mỹ ủng hộ hả? Tôm lo má ra. Ừ, đúng rồi. Mỹ muốn đặt nhưng mà sao mà gửi được. Chào ba. Giờ này ba ra chợ rồi đó. Ủa chị Ni ơi, hôm nay chị làm gì mà chị hột với gì chị Ni? Hột gì mày thì điên. Tao đâu có chai xài nơ đâu, tao xài hột, tao đâu có xài nơ. Rồi, Trịnh Lê, anh kêu giùm nè. Trịnh Lê kìa chạp, anh Tý kìa, anh Tý ơi. Ờ, hello Trịnh Lê, hello Trịnh Lê nghe. Kìa ba, Thanh chào các con, kìa các con chào ba. Hello, chào chế Thanh. Đi đang đi đâu hả? Đi đang đi... Chào chế Tư, chế Tư. Chợ, bà bán chứ đâu mà đi đâu. Đang đi nè, tới bên chỗ bệnh viện rồi. Đến hẹn lại lên. Chủ nhật nào cũng vậy. Có mấy cái sợi mì mà chỉnh hoài vậy trời.
Và đặc, và đặc biệt ai mua khoai lang nhớ mua hàng ủng hộ với Đông. Ôi gì kỳ vậy? Trời ơi, cảm ơn mình. Biết mua bên nào? Cảm ơn Mỹ Lê. Dính số điện thoại 090290. Chị em con cố gắng cài bừa dữ lắm nha cô chú anh chị. Chúng con mua ủng hộ niềm con là được rồi. Bạn vô bằng ghi số đi. Dạ. Cảm ơn Bim lớp. Rồi thôi em mệt quá rồi em xuống nha. Không có, không có được, em ăn hết khoai lang. Em phải ăn hết khoai lang. Em phải ăn hết cái dĩa đó mới được Loan ơi. Đúng rồi, em lại hay ăn. Em lại ăn hết cái dĩa đó đi rồi xuống like. Lại. Hết gì mẹ ăn đi, trời ơi. Tí tới nơi rồi nha. Tí tới nơi rồi. Tới nơi rồi. Cũng không được xuống nha mày. Gì vậy? Không thấy nè. Hello Anna. Không được xuống luôn. Cảm ơn. Cảm ơn Mỹ Lê. Em gửi qua chuyện búp bê cô ma cây bây giờ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, em thư ký của chị mà em sao kỳ vậy? Ồ. Cái gì mà nó không được. Ba Linh đặt tên ba là bà Thanh khoai lang đó. Ủa vậy hả chế? Vậy là má Thanh là viên khoai lang à? Rồi. Chế Tư khoai lang. Quên hôm qua là có ai đặt tặng ba là 20 chiếc khoai đó ba, còn chưa đem qua nữa nè. Chiều nay ba có khoai ăn rồi. Trời. Không quên nữa. Hello Phú Nguyễn Cẩm Bình. Ủa anh nói đâu mà Phú Nguyễn Cẩm Bình em không thấy vậy? Chắc nó hiện từ từ đó em. Lon lon ăn 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 khoai lon, ăn khoai lon. Cảm ơn đủ rồi. Khoai lon giúp được. Cảm ơn Nguyễn Duyên. Cứ ăn vô khoai. Ăn chứ. Mọi người ơi, ủng hộ khoai lang, ủng hộ khoai lang. Mọi người ăn rồi thấy là khoai ngọt lắm đúng không? Khoai lang ngọt lắm đúng không? Ăn khoai vô lon, ăn khoai vô. Ăn vô. Dẻo mà ngọt. Ăn hoài đi. Ăn hoài đi. Ăn đừng uống nước mới thành tâm. Đi uống nước vô chi. Không uống nước sao nó trôi? Không uống sao nó trôi được. Ông ngắt ghê. Tới rồi nghe. Tới chỗ rồi nghe. Ê Loan, nghe tin nhắn đi, người ta chuyển khoản rồi đó. Rồi, giờ xuống nè, xuống mới coi được rồi, cái điện thoại này đang like nè, sao coi. Bây giờ đang bán sao? Xuống. Bán hoài không? Đủ rồi. Thôi em xuống. Người ta đang chốt đơn mà bị gì vậy? Người ta đang chốt đơn. Em xuống coi có còn không? Coi có lỡ lố mà để đâu khoai đâu được. Không lỗ đâu, để cho xuống. Không lỗ đâu. Mà. Ở bên em hồi nãy giờ nhiều rồi, bây giờ bên này nữa là vô lố rồi. Thôi xuống, bye bye. Ủa hết rồi hả? Bye bye. Ok. Còn giọng nổi nữa. Tắm vậy? Còn mấy rồi, tắm vậy? Tôi đi xúc miệng rửa mặt tắm rửa đây. Có 3 tấn mấy thôi. Ngủ gì mà sớm dữ vậy trời. Thôn à, gần hết rồi. Một mình hôm qua mình đang đóng gần tấn đó chị già, trời quá yêu thương. Mấy hôm qua 5 tấn hôm nay bán được mà hôm qua tổng cộng 5 tấn á. Là bán mất 5 tấn rồi hả? Không, bán thân chân 1 tấn mấy à, chân 1 tấn à. Hôm qua là hết 1 tấn anh. À, được tấn hả? Khoảng tầm 4 tấn nữa. Thì hết cái phiên live này là em nghĩ là cũng còn khoảng tầm cỡ 2 tấn mấy á. Dạ, cho nên là mình là đi. Chị dạ chị lo phải like phải được rồi. Trời ơi, vài ly với Loan là công đức vô lượng. Mô Phật. Mô Phật vô lượng. Em đã công đức vô lượng. Mọi người ơi, ủng hộ đi mọi người, còn 2 tấn đó mọi người ơi. Em xuống đây anh chị cứ chốt đơn đi. Rồi nhắn link qua cho em, bát qua cho em xuống em kiểm tra đơn đây. Bye bye. Em phải cho em phụ nó okay. Rồi. Mớm ơi. Ok. Bây giờ từ đầu hôm qua chúc mọi người buổi sáng chủ nhật vui vẻ nha. Chúc anh vui vẻ nha. Yeah. Bye bye chị yêu. Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ. Chị nha. Rồi ha. Xuống đi để tôi nói chuyện. Rồi tới anh xuống. Tới anh xuống đi tới em nói chuyện. Ủa sao tự nhiên nó đứng vậy mọi người? Ai vậy? Vô coi Trí Cảnh có ai bị đánh sập kênh không hả? Ủa? Sao không thấy Trí Cảnh nói gì vậy?
Mọi người chốt đơn, mọi người điện thoại cho Loan đi nha. Số điện thoại Loan có ghi ở trên livestream á. Mọi người chốt đơn thì điện cho Loan, nhưng nhiều khi cái tin nhắn nó trôi nó không có hết á. Mọi người nhắn vô Zalo không được thì nhắn vô Facebook nha. Thứ 8 vui vẻ này nha. Cảm ơn chị Kim xem. Thấy Trí Cảnh mới like nè hả? Ủa ai đánh sập kênh Trí Cảnh vậy ta? Chắc là bên kia đánh đúng không? Quá mệt mỏi mọi người ơi. Quá mệt mỏi cho cái đám đó. Nói. Đây, Trí Cảnh mới nhắn tin cho Ni này, nó đâu có đâu. Chủ nhật vui vẻ. Chị Hồ Thị Mỹ Hương. Mọi người ở lại Ni tâm sự chút xíu cho vui. Rồi Ni cũng đi ăn. Ni mới ăn nhẹ thôi. Hôm nay Ni ra ngoài, Ni ăn với bạn Ni. Chào chị Nguyễn Thị Thanh Thảo. Khe Thi Nguyễn, chúc bạn luôn bình an trong cuộc sống. Cảm ơn bạn nha. Nghỉ trưa em vô chào đi nha. Ủa bây giờ em nghỉ trưa hả? Ủa nay chủ nhật bạn cũng làm hả? Em mới xem Trí Cảnh nói về két két. Còn ở lại mạng kiếp này với cô Ni. Cảm ơn Thảo Dương. Lâu quá rồi Ni đâu có lên livestream đâu mọi người. Mọi người có câu hỏi nào muốn hỏi, muốn thắc mắc không? Hỏi Ni không? Có hỏi gì, thắc mắc gì không? Ni trả lời trên livestream luôn. Tại vì có nhiều người vô hỏi Ni trong tin nhắn á, thì Ni không có trả lời hết. Tại vì đôi lúc mọi người cũng thông cảm là quá nhiều. Với lại đôi lúc Ni không Zalo, rồi Messenger, rồi Viber, rồi nói chung tất cả nền tảng nó nhiều quá, Ni cũng không có trả lời hết được. Đôi lúc Ni cũng bận công việc á. Bên mình ai cũng lo làm, lo cày kiếm tiền, lo cho gia đình. Bên đó toàn âm binh khuất mặt không. Dạ. Chào Thu Huyền Võ, chào Đồng Nai nha. Chào Nguyễn Ánh Dương. Chào Trần K.I. Chào em Nguyễn Trang, Úc Anh Nguyễn. Chúc chị em, chị chúc em Ni lúc nào cũng được. Dạ em cảm ơn chị Điệp Ngọc ạ. À. Dạ em giữ gìn sức khỏe chứ chị. Nó tấn công em quá trời luôn. Hồi nãy nó tấn công tự nhiên. Anh Vũ anh điện. Anh Vũ rồi mấy người bạn bè chị em của em điện. Nói trời ơi sao nó tấn công. Dạ bình thường mà chị. Chính ta 9-10 tháng nay nó vẫn vậy mà. Hôm nay chị ăn gì? Có em có. Hôm nay ăn heo thì đấy em. Ăn kiêng đó. Trời ơi em có áp ra anh ơi. Minh Hoài Nguyễn ơi. Em không có áp mặt em thấy ghê lắm. Em không có hiền đâu chị ơi. Em không có hiền đâu. Chỉ qua là bây giờ em lên live thì em dạy thôi. Em live em đại diện phát ngôn của Loan thì em tiết chế thôi chị. Chứ con không có hiền đâu chị ơi. Cái gì em nói trước chắc khỏi bỡ ngỡ. Bà Tám mở nhọn ngày nào cũng rần rần ám ảnh với mẹ. Trời ơi khổ. À, cái nhà mọi người gửi qua cho Ni á. Cái bạn đó đó. Cái chị đó. Trời ơi cái nhà thì không có lo. Trần nhà thì không có lo dột rồi, không có lo tết tới nơi rồi, không có lo mà sửa cái trần nhà cho nó khỏi mưa nắng dột xuống cho rớt rơi trên đầu đi. Mà cứ ăn rồi không biết tôi có chọc ghẹo gì không mà tối ngày lên tết tôi hoài vậy đó. Khổ dễ sợ. Cảm ơn em Trần Điệp. Có nhiều người này không có biết đâu, này không biết họ là ai luôn á. Mà Ni cũng không có coi. Tại vì mọi người biết mà nếu mà coi là mình sẽ bị cuốn á. Cuộc sống mình cứ bị cuốn theo những cái bực bội, những cái khó chịu như vậy á. Bắt đầu là mình họ cảm thấy mình không có thì mình tức tối bắt đầu là theo cái kiểu như cái âm mưu của tụi nó. Bắt đầu là khích mình, là mình chửi là mình dính liền. Rồi bắt đầu khích ra đánh lộn, đánh lạo. Mình đâu lớn rồi, bao nhiêu tuổi rồi, đâu phải giờ đâu khích lên là đánh lộn. Trời ơi, đụng tay đụng chân nữa mệt ghê á. Lo đi làm kiếm tiền không hết.
Dạ do em dùng app đó anh ơi. Chúc chế buổi trưa vui vẻ Xuân bé. Trời, chúc em buổi trưa vui vẻ luôn nha. Chúc Mười My chủ nhật vui vẻ nha. Trời, mọi người cứ nghĩ đi, cái chị bánh tét ở bên Mỹ á, chị có được bình thường không? Mọi người cứ suy nghĩ ở bên đó đi, ai được bình thường không? Không ai bình thường hết trơn á. Trong 12 con giáp không có giống con giáp nào hết trơn á. Rồi Ni có dành thời gian, Ni phản biện lại không? Chào anh Lê Tính nha. Bên đó không ai bình thường á mọi người. Mọi người nhìn thì có ai bình thường không? Không có ai bình thường hết á. Gia nhập vô cái môn phái bên đó là không ai bình thường. Mà đã không bình thường rồi mình cố mình phản biện, mình cố mình cuốn theo những cái lời lẽ xúc phạm, rồi chỉ trích, những cái lời chửi bới là thua luôn rồi. Đụng chuyện cần phải giữ là giữ hiền cho tụi nó, đè đầu cưỡi cổ, đúng rồi. Ni thì không có hiền đâu, chỉ qua là Ni biết chuyện, nói chung là đúng chuyện thôi. Chứ mà công nói trời ơi, sao ở trên live thì mày hiền mà ở ngoài mày ghê quá vậy Ni? Không phải, không phải gì ghê đâu. Có những chuyện mà Ni ở ngoài thì nói chung là Ni á, là tính Ni là không để ai ăn hiếp mình, mà mình cũng chẳng ăn hiếp ai. Chứ còn để mà ăn hiếp thì mắc mớ gì, cha mẹ mình sinh ra mà cứ ai muốn đánh là đánh, ai muốn làm gì làm, mình không có. Mày nào chào chị Ni. Trời ơi, sắc màu à. Nói tới sắc màu, nói tới bảy màu là chị đi sợ rồi em ơi. Chị đi sợ cái độ dai á. Cảm ơn em Trần Cherry nha. Dạ chào chị Trúc Linh Lê, cảm ơn chị. Chào gái tám. Thương chị Ni quá, cố lên nhé. Có gì đâu thương chị Ni em, chị Ni bình thường. Ai tấn công thì tấn công, đường chị Ni cứ đi. Cái việc mà để tách ra khỏi mớm là sẽ không bao giờ có. Trừ khi mớm á, nó tự nói với chị Ni, nó làm chị Ni buồn lòng. Nó nói, thôi chị Ni đừng ở bên em nữa, đừng ở gần bên em giúp em, là chị Ni đi khỏi cuộc đời em đi, là lúc đó là nó khác đó. Ngáo á mọi người, ở bên đó hay bị bệnh ngáo á, ngáo quyền lực á. Ngáo quyền lực đó mọi người biết không? Nhịn quá bị xem thường. Không phải là nhịn đâu anh ơi. Giống như có những cái để nó nói thì nó nói, còn có những cái mình gom lại mình nói một lần. Chứ còn chuyện nào ra chuyện đó chứ, đâu phải để không. Sao kê là chắc chắn phải sao kê rồi đó. Chắc chắn là đi đến đoạn đường nào, đi đến đợi đi thì cũng phải sao kê thôi, chứ không có thể bỏ qua được. Em nhất quyết phải cho sao kê bằng một mọi thứ. Chứ anh nghĩ đi, tự nhiên cái để cho bé Loan hả, nó chịu thiệt thòi, rồi tự nhiên cái cả đám vô ức hiếp nó, rồi cái để nó oan, rồi để vô giành giật của nó hả. Nói chung là trong lúc này á, anh cũng biết rồi, phải bình tĩnh mà, đâu có thể nào để trúng kế tụi nó được đâu. Chứ lại bây giờ em lên, mỗi lần tụi nó nói em lên em giải thích, em lên em phản tố, em lên em phản biện lại, là em bị cuốn à, cuộc sống của em sẽ bị cuốn vô á. Cuốn vô rồi suốt cuộc đời này là coi như em không có làm được việc gì hết á. Là việc chính sẽ bị sao lãng đi. Rồi bắt đầu cái lên chửi, cái ngày nào cũng chửi. Chửi riết rồi mọi người cũng phải thấy nhàm chán em. Nó con này nó kỳ quá vậy. Ăn là tối ngày nữa lên nó chửi hoài, ai nói gì nó cũng giải thích, ai nói gì nó cũng dai như đĩa vậy. Rồi em đâu còn là em nữa. Em là một người khác rồi. Mà vấn đề mọi người biết là bây giờ cái việc việc tranh chấp tài sản là phải xong. Đó, sau Tết mở phiên tòa xong hết rồi mới tới sao kê. Đó, sao kê xong rồi mới tới mấy cái vụ kia. Chứ đâu phải là bỏ qua hết đâu mọi người. Nhưng mà phải có thời gian trình tự từng chút, từng việc một. Chứ mọi người nghĩ là sao nó nói em vậy. Tại vì biết sao mà mình đi cũng nói với mọi người bao nhiêu lần rồi. Ni nhắc đi nhắc lại rồi. Mọi người cũng không cần thiết phải gửi qua những cái độc hại cho gửi cho Ni. Tại vì đối với Ni, Ni không có cần phản biện lại. Và Ni cũng chẳng cần phải giải thích. Nó nói sao nó nói, đường Ni thì Ni cứ đi. Bởi vì những người mà Ni đối xử với họ như thế nào thì họ sẽ hiểu Ni thôi. Còn vấn đề có những người họ chưa gặp Ni thì họ nhìn sự việc họ cũng biết rồi mà. Có ai mà lệnh truy nã, có ai mà tội phạm mà dính vô drama này, có ai mà tội phạm mà công an không bắt mà bây giờ tối ngày cứ lên livestream, tối ngày đi chỗ này chỗ kia người ta biết.
như họp báo cũng biết cái địa chỉ nè, cũng biết ví dụ như ở ẩm thực Trần đi đó, rồi ở số 5 Đoàn Thị Điểm đi, muốn kiếm đi đâu có dễ, đâu có khó đâu, quá dễ dàng, muốn bắt đi cũng quá dễ dàng. Thì chỉ có những người mà đầu kiểu mà đi, xin lỗi luôn nha, những người mà kiểu đầu tôm á thì mới tin, rồi mới bị dẫn dắt thôi, chứ cái người bình thường không ai nghĩ đến cái chuyện mà nói quá vô lý như vậy. Cho nên đi cần gì đi phải phản biện, đi phải sợ đường đi thì đi cứ đi, còn những chuyện trước đây đi làm, nếu mới bây giờ đi cảm thấy đi thẹn với lòng mình, nhưng mà nếu mới giải thích cần gì phải giải thích lên, rồi cái người hiểu được á, họ hiểu là họ nhìn vô họ hiểu là mình không cần giải thích, mà họ nhìn cái sự việc á. Ví dụ mọi người cũng thấy đi cảm ơn là những cái kênh YouTube nè, rồi những bạn lên, rồi những thậm chí những bạn cá nhân lên trên Facebook viết một cái bài đăng về Ni nè, rồi nói chị ơi em đã hiểu chị rồi này kia rồi đó. Có nghĩa là có những cái bài nhỏ, có những cái bài đăng nhỏ thôi, chỉ có nhỏ thôi, những cái vài dòng thôi là Ni cũng cảm thấy người ta hiểu mình là đó, không cần giải thích người ta cũng đã hiểu mình rồi. Còn mình có giải thích thì cố lên, mọi người có thấy cứ cuốn vô vậy á, tới ngày hôm nay là chắc trời ơi chắc bùng lên hết rồi mọi người. Rồi bắt đầu nó nát đắc ý liền đó, tao chọc gan mày đó, tao chọc con này, nó nóng tính lên, nó thấy chưa đó, bây giờ cho nó chửi đi, chửi thì cảm thấy mọi người sẽ nhàm chán đi liền. Con này sao nó kỳ quá vậy, nó là đại diện phát ngôn của Loan mà sao tối ngày nó lên nó gây lộn người này, nó gây lộn người kia, nó phản biện người này, nó phản biện cái, nó chửi, nó ăn nói tục tiểu, hay là nó chửi cha mắng mẹ người ta đó. Cuối cùng mọi người thấy không, chừng nào xong hết anh với Xuyên đưa em về Úc. Thật sự thì em cũng cảm ơn Xuyên với Kim á, hai vợ chồng nó không có em bên Úc thì hai vợ chồng nó cũng thay mặt em lo chu toàn mọi thứ bên đó, con cái em đi học đi hành tụi nó cũng chở đi hết. Thì làm cho Ni nản, cho nản đó, cho mọi người nản đi đó, buông Ni với Loan luôn đó. Ni biết mà, cho nên đôi lúc Ni im lặng không phải là Ni sợ gì đâu, mà Ni mắc cười. Lâu lâu Ni cũng phải phản biện lại cho vui á, kiểu trời ơi không biết mà, không biết thưa thốt, biết ở giữa cột mà nghe kiểu như dẫn dắt mà dẫn dắt ngu á. Kiểu dùng cái từ mà kiểu sao ta? Kiểu ít ngồi để giếng á. Muốn gặp chị Ni, mời chị Ni đi ăn cà phê, mà có gặp được chị Ni đâu. Dễ mà em, làm gì chị Ni đâu có phải gì đâu mà không khó gặp chị Ni. Mọi người biết là Loan á, có đợi lúc Loan nó khóc, nó ôm đi thì nó khóc thôi, thì nó cảm thấy đôi lúc chứ, đôi lúc nó mệt mỏi chứ, nó kêu trời chị Ni sao đủ thứ chuyện hết. Cho nên vừa rồi là Ni có nói luôn là ví dụ như có ai kêu nó lên á, Ni cũng nói với nó là thôi bây giờ nó đã nhường cái quyền đại diện phát ngôn của Ni cho nó rồi. Thì ví dụ như chuyện của Mớm là chuyện của Ni, ví dụ Mớm có lên công an, Mớm không biết trả lời thì Ni sẽ thay Mớm đi trả lời. Ni cứ nói nó là bây giờ em cứ ai gọi em lên thì em cứ nói chị Ni đại diện em lên để chị Ni lên làm việc cũng được, chứ không có cần phải mà em buồn lòng hoặc là em cảm thấy em áp lực này kia. Chứ cái chuyện con kia tự nhiên nó bị cộng đồng mạng tẩy chay, cái nó qua nó lên cái chuyện Mớm, mọi người thấy vô lý vô duyên không? Cho nên Ni mới nói là cái sự việc đó, nó ngộ lắm mọi người, giống như nguyên cả đàm cả đám vô mà bạn hiếp nó vậy đó. Trời, cái môi Ni nó khô. Cái chuyện gì đáng thôi chứ. Trời ơi, tàu lao bí đao từ nay 9-10 tháng nay rồi, hết kiện cái vô lý, kiện cái gì cũng kiện hết. Nói người ta được, cái người ta nói lại cái đi kiện, chơi gì chơi kỳ vậy. Thì Ni cũng có nói, Ni cũng có nói với nó rồi, Ni nói là từ nay em khỏi cần lên. Ví dụ như cần làm việc gì thì chị thấy em chị lên. Rồi chị ở nước ngoài thì em kêu chị về. Chị về chị, tại vì thật sự Mớm nó có lên làm việc nó cũng biết cách nào nó nói đâu. Dạ em cảm ơn. Kiện cái gì mà tào lao, đụng chút kiện. Cái nít giả hả, bao nhiêu tháng nay hạ nhục con nhỏ. Rồi đến khi sao không lên, đính chính đi, không lên.